Tin chính xác từ gia đình Phi Nhung. Có quyết định lớn về thi hài cố ca sĩ, không đưa về Mỹ như mong cầu của con gái ruột. Trưa ngày 28 tháng 9 vừa qua, ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở sau thời gian điều trị COVID-19 hưởng dương 51 tuổi. Sau khi Phi Nhung ra đi, người thân đã tiến hành làm lễ cầu siêu cho cố ca sĩ ở Việt Nam và Mỹ. Tới sáng nay, mùng 8 tháng 10, theo nguồn tin từ Thanh Niên, gia đình Phi Nhung quyết định đưa thi hài cố ca sĩ đi hỏa táng tại Việt Nam. Đây cũng chính là quyết định cuối cùng thay vì chuyển về từ Mỹ như dự định và mong cầu của Wendy Phạm, con gái của Phi Nhung như ban đầu. Tro cốt của ca sĩ sau đó sẽ được đưa về Mỹ. Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng linh cữu giọng ca bông điên điển đã được đưa về Mỹ. Tuy nhiên, về phía gia đình ngay lập tức phủ nhận thông tin này. Con gái ruột của Phi Nhung, Wendy Phạm, cũng đang mong từng ngày có thể nhận được thi hài của mẹ và nhìn thấy mặt mẹ lần cuối tại Mỹ. Được biết, đã 2 năm trôi qua, mẹ con ca sĩ đã không được gặp mặt nhau do dịch bệnh COVID-19 căng thẳng. Phi Nhung từng hứa sẽ về Mỹ với con gái, nhưng đã quyết định trở lại để giúp đỡ người dân khó khăn. Sau gần 2 tháng chiến đấu với bệnh COVID-19, Phi Nhung đã ra đi vĩnh viễn. Hơn 10 ngày qua, gia đình Phi Nhung tổ chức lễ cầu siêu tại tịnh xá Khánh An, chùa Pháp Vân, thành phố Hồ Chí Minh và tịnh xá Giác An, Mỹ. Nghệ sĩ trong và ngoài nước tưởng nhớ chị bằng nhạc và thơ. Mạnh Quỳnh sáng tác bài Vòng Cổ, Khóc Bạn Như Mưa, bày tỏ nhớ thương và mong Phi Nhung an nghỉ. Bạch Tuyết chọn Cắt Bụi, ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn, như một lời tiễn đưa giọng ca bà yêu thích trong mạng nhạc trữ tình quê hương. Nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn sáng tác ca khúc Hẹn Em Cõi Bình An. Ngày hôm sau, nỗi tiếc nuối còn đầy ắp. Anh viết tiếp bài Bình Yên Em Nhé. Nhạc sĩ Quốc Vũ, anh trai Hồng Ngọc viết Khóc Nhung tưởng nhớ đàn em. Ca sĩ Nguyên Vũ thể hiện ca khúc Xin Ly Biệt nhạc sĩ Long Họ Huỳnh. Nghệ sĩ Châu Thanh viết đoạn ca cổ Tiễn Biệt Phi Nhung. Cây bút Lương Đình Khoa sáng tác bài thơ tập hợp tựa đề những tác phẩm làm nên tên tuổi của cố ca sĩ như Chiều Lên Bản Thượng, Sông Quê, Căn Nhà Màu Tím. Phi Nhung qua đời ở tuổi 51 vào 12:15 trưa ngày 28 tháng 9. Hồi tháng 8, ca sĩ đi từ thiện về và bị cảm. Ca sĩ xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với COVID-19. Giữa tháng 8, chị nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115. Sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị ở khoa hồi sức tích cực đến khi mất. Gia đình tiết lộ theo hồ sơ bệnh án, trong hơn một tháng nằm viện chống chọi với COVID-19 ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Phi Nhung đã có kết quả 2 lần âm tính vào ngày 14 và 22 tháng 9. Vì thế, có lúc gia đình tưởng như chị có thể vượt qua. Chị sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Năm 1989, chị sang Mỹ, đi hát từ thiện tại chùa và thành công ở làng nhạc hải ngoại. Năm 2005, Phi Nhung về nước, vẫn theo đuổi dòng nhạc quê hương, giọng ca bông điên điển, nhận nuôi nhiều trẻ em mồ côi.